thương nhất thế giới luôn. Em thấy không? Một ngày là cảnh báo ở trong bệnh viện ung bướu là bao nhiêu người nhập viện mới về ung thư á. Đó. Không, Bây giờ đồ ăn đồ mẹ uống á. lo cho ba mẹ, thấy thương quá Dạ. ha, thương. Ba mẹ không không phải là gì, gì dễ đâu đó ha, Dạ. nhưng mà hả, mấy người con chiều được là hay lắm. Dạ. Tại vì thực ra ba mẹ là người giỏi đúng không, giỏi thì sẽ dễ khó tính Đúng rồi. đúng đúng không, tại vì nhìn ba mẹ là biết là những người rất là giỏi, thành ra dễ khó tính, nhưng mà con cái chiều được vậy là tốt quá. Dạ. Mà mẹ nghị lực, thấy mẹ nói chuyện chết chưa, chết chưa hả, thôi ngủ đi, ngủ đi rồi mơ mơ dậy giờ đó đi ha, 5 giờ không, bốn mấy 5 giờ vậy là đi 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 qua đó, 4:30 mình dậy đi hả, để mình để qua đi mình xong lại mình đi qua bên đó và đi với kiểu năm là giờ 5 giờ hơn mình đi. dạ vậy chắc anh nếu như kiểu kia nó nghỉ sớm á, ai ba bị bấm game trễ không, à cái đó đi ngủ sớm á, ngủ sớm mà chị sớm. Xong rồi ngày mai để rủ ba mẹ sang đó, rồi có gì mình ngâm chân, mình đắp mặt nạ, mình cùng với mọi người để cho Dạ. biết. Nhưng mà ngày Có mai nghĩa chắc là sáng mai là mình chưa uống dầu đúng không? chưa, chắc là mình chưa uống được đâu, tại chưa có cô, mình chưa có xin cô, mình xin chiều mai mình sẽ uống dầu đi. Cái gì mai em sáng không làm gì qua chưa được. Được, không qua chưa. Còn cái bơm thuốc á, thì bơm qua thuốc thì mấy giờ mới bơm em ta? được làm đó không chị? Không. Không, em đâu có làm đâu. Chị bơm thuốc á là mấy giờ mới bơm? Bơm bơm cái đó là lẽ ra là bữa nay mình phải bơm để sáng mai mình uống dầu, mà hồi chiều á cái đóng cửa cái mình không có mua được cái nước alkaline, cái nước đó là cái nước độ kềm mà để pha chung. Nãy giờ chị nhắn tin bạn chị để chị xin á, mà chắc nó phải ngủ, nó ngủ đúng giờ lắm, còn nó ngủ mất tiêu à. Nó làm xong nó ngủ á, nó làm xong nó đừng, ngủ đừng, đừng, nó làm xong là nó mong mong nó đắp bụng nó đi nó ngủ. Những cái giờ đắp bụng 30 giờ tối rồi nó ngủ mất đắp bụng mà cái gì ta, bụng mà cái miếng đầu nóng, cái đầu chườm nóng hồi nãy mà cái anh da đó anh đeo đó. Nhưng mà ngày mai không biết phát cho mình à. Khi nào mình uống dầu mình mới được phát những cái đó, mình chưa uống no. dầu thì không có, mỗi người có một cái phát chưa có được chưa ăn được một cái để uống dầu vào sau khi mình đi bộ, sau khi mình đi bộ thì mình về mình sẽ trường bụng. Mục đích trường là để dầu nó đừng có tụ ở cái chỗ bao tử mình, không nó phải trải đi khắp nơi trong cơ thể mình để nó đẩy các cái độc tố ra. Dạ. Ủa chị giờ là dù theo cái chu kỳ chị làm mấy tháng chị đi được? Tại chị có bệnh nên là hả cô bắt chị phải quay trở lại. Tại là thường thường bây giờ khi mà chị đi thì làm chị mới đi lại được. Tháng 6 chị đi lại được, tại tháng 6 thì chị đã book lịch trước rồi, tháng 6 là chị được giảm 50% rồi. Đó, tháng 5, tháng 6. Chị đi về ngày 2 tháng 5 xong là ngày mười mấy tháng 6 chị đi tiếp. Ủa, cách nhau 1 tháng. Nếu được ha, để em đi với chị. Hết sao? Trời hết chỗ của tháng 6 rồi. À. Tại vì tháng 6 book rất là đông. Dạ. Tại vì dịp đó là dịp sinh nhật của cô. Dạ. À, xong rồi cô giảm giá thì cái đợt tháng 6 đó là đang hết chỗ. Còn cái dịp nào mà chị Hà có đi nữa phải không? Ok, khi nào chị đi nữa thì chị sẽ nhắn. Không, bây giờ mấy người ra trong nhà còn lại đó sẽ đi chị Như, dạ. Tiếp theo cái chị Như thì vợ em á, vợ em thôi nhưng mà cho đi về trải nghiệm đi đã, xong hãy cho mọi dạ, người ha, xong rồi về chia sẻ với mọi người mình biết không. Là nó có tốt hay không mình nữa. Đi trước xong rồi đợi sau là chị Như rồi có thể anh đi anh nhậu dữ đó chồng chị Ngọc á, nhưng mà cái quan trọng nhất là gì phải không, mình không có nhận ra được cái tuổi thiệt, cái đó mới lạ đó. Ví dụ như là chị là 39 tuổi đúng không, nhìn vui vẻ ra đúng không. À, 49 hả? 49. Chị 49 tuổi hả? Chị mà không nói không ai biết tuổi chị đâu. Chị nói thiệt, ở ngoài á không nói thiệt, ở ngoài mà nếu mà ai gặp thì cứ nghĩ chắc bà mấy. Bà mấy, bà mấy, mấy. Anh Sơn cũng vậy, anh Sơn có làm không? Anh Sơn có làm. Hèn gì thấy anh Sơn cũng anh trẻ Sơn hơn là tuổi. Năm mấy tuổi đó. Dạ. Anh làm được anh làm đầu hả chị? Anh làm được đầu hả chị? 37 sao vậy? 53 tuổi. 53 tuổi. 53. Anh Sơn 53 tuổi đó. Hồ Ngọc Hà cũng mới về. Hồ Ngọc Hà nó ủa hồ này lúc mà mới đi cho mình tới thứ hai. Hồ Ngọc Hà nó đi mấy lần người ta chị không biết, không có gặp Hồ Ngọc Hà hay gặp những cái người khác không, có gặp mấy nghệ sĩ không, bà mấy nghệ sĩ người ta đi mới đây tháng thôi, ta vô cái người ta làm cái người ta mặt nạ cái người ta trốn mất luôn, thì mấy nghệ sĩ cũng sợ không có thích sợ không, tại vì người ta không công chúng. Giống như chung lại đề cũng vậy á, cổ làm mau 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 là bắt đầu cô trốn, nhưng mà cổ bỏ mấy cấp là bình thường, tức là cô cái coi nét rất là đẹp, con mắt đẹp rồi đó, nhưng mà mau mau trốn, với lại sao tự nhiên quên tên nghe cái người cầm của qua
DVD đồ cổ luôn. Ở người Trung Quốc đó chị. Diễn viên Hồng Kông. À, Hồng Kông. Hoa hậu TVB. À, cái chị đẹp đẹp Trung đó. Lệ. À, Trung Lệ Lệ. Em cứ vô đêm tháng Trung Lệ Lệ. Thì chị có hình ở đây với cô Hồng Kông. Có bạn chị chụp thôi. Chị thương lắm. Ơ, nó sôi, nó sôi, nó sôi. Sôi, cái chip. Chị ít khi nào chị nói tụi nó. Tại sợ, tại mình không biết nữa. Cũng sợ mất công người ta ngã em. Hay là tại vì đi cái này cũng không biết. Rồi, chuẩn bị. Của bạn chị ngày mai mà cũng gặp lên này nè. Mấy này nè, nó cũng xem tuổi á. Nó dạ. Trẻ dễ sợ. Đúng rồi. Mày làm chắc cũng mấy lần rồi nhỉ. Nó làm mấy lần rồi đó. Nó cũng bị là giống như gần như là bị dạ. Mà mới bắt đầu thôi. Trẻ không? Đẹp ha. Đẹp dạ. Lắm ấy. Vậy coi, trong cuộc sống ăn uống vô là mình nhận vô biết bao nhiêu độc tố mà. Nó, chồng nói là cái anh Mạnh đó là cặp với lại Việt Trinh. À, không phải là Ngọc Trinh. Nhưng mà bỏ nó rồi. À, cái anh chàng mà ở bên Mỹ, Ngọc Trinh đó. Ông ở bên Mỹ là ông Kiều. Hoàng Kiều. Lê con. Bye bye. Nghe cái pha mà từ đám đứt như vậy kìa. Còn đâu. Kêu mình thôi. Này tiếng Anh ta gọi là thông ash. Thông ash. Mày có vậy không? Càng